Nội dung của bài tập số 1 như sau. Một căn phòng có nền là hình chữ nhật, chiều dài là 9 mét, chiều rộng 4 mét 6 dm. Người ta lát nền căn phòng đó bằng những viên gạch hoa kích thước 20 cm nhân với 20 cm. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát căn phòng đó? Các con cùng nghe lại nội dung một lần nữa. Một căn phòng có nền là hình chữ nhật, nền nhà đấy các con. Chiều dài là 9 mét, chiều rộng là 4 mét 6 dm. Người ta lát nền căn phòng đó bằng những viên gạch hoa kích thước là 20 cm nhân 20 cm. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát căn phòng đó? Vậy thì bài toán này đã cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu cô trò chúng mình phải tìm điều gì? Chúng ta phải cần tóm tắt qua hình vẽ về cô. Đây, chiều dài cô biểu diễn là một đoạn thẳng là 9 mét. Đấy là chiều dài của một cái nền nhà. Chiều rộng thì sao? Chiều rộng của nền nhà là 4 mét và 6 dm. Đấy là hai dữ kiện người ta cho biết. Người ta cho biết là một viên gạch để lát nền thì có cạnh là 20 cm. Và như vậy, một viên gạch thì có diện tích sẽ là 20 cm nhân với 20 cm. Thì là diện tích của một viên gạch hoa dùng để lát nền. Bây giờ thì người ta hỏi chúng mình điều gì? Người ta hỏi là phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch hoa có kích thước này để lát cái căn phòng đó.